Hello, xin chào tất cả anh em, chào tất cả anh em đã quay lại kênh Gió Đồng. Thì theo nhiều anh em bảo mình thì lâu lắm rồi Lộc không có đi quay chim, quay những tổ chim và những loài chim ở ngoài tự nhiên các bạn. Thì theo góp ý mọi người thì mình nên đi quay. Thì hôm nay thì cũng vì lý do đó mà Lộc đến đây. Thì cái khu của Lộc có chim thì có lẽ cũng cực khá là ít rồi, nhưng mà có một số loài chim nó vẫn còn tồn tại như là chim ưng mà dạng nhỏ. Thì bữa hổm mình có quay được con chim đó, mình nó hơi xa, mình rất là to các bạn. Mình biết cái chim là chim gì, nhưng mình thấy nó bay ở khu này vòng vòng đây hoài, ở dưới một loại chim mà mình chẳng biết con chim đó là loại chim gì, mà nó có bộ lông màu vàng mà mỏ, nói chung là nó vàng, nó vàng vậy đó, quy mụ mình luôn. Thì hôm nay Lộc sẽ lên đường để tìm ra cái, nếu mà có thể thì tìm được tổ ha thì càng tốt, mà không thì ít ra mình sẽ quay được cái loài chim đó cho mấy bạn xem. Nào bây giờ cùng mình đi tìm hiểu cái loài chim, cái chim gì mình thì không biết tên, mình sẽ quay cho các bạn xem và nếu ai biết thì chia sẻ cùng mình để xem loài chim đó chim gì nhé. Nào cùng mình đi nhé, đi hết luôn. Phát hiện con chim ưng rất là bự mặt hơn, mình đi tìm cái tổ nữa. Nó mới đáp đâu đây nè. Kìa nó bay kìa bạn. Nó không thấy trời. Đây là chim gì mọi người? Có ai biết chim gì cho mình thấy giống vàng anh quá, mà phải không biết nữa. Nó xa quá mình xơm lên. Mất tiêu rồi. Mọi người nhìn kỹ và góp ý với mình coi chim này chim gì ba. Mình theo nó từ sáng giờ đi quay á, nó bay tùm lum như khó theo quá trời. Em thấy con chim này lạ quá, cái màu lông nó rất là lạ. Tiêu nữa rồi. Bây giờ mình đang nằm dưới đất để mình quay con chim nữa bạn. Mà con chim này mình thấy rất lạ, bởi mình theo dõi mình quay đang chia sẻ mọi người biết góp ý cùng mình. Này mình thấy rất giống lòng vàng anh mà mình coi ở trên mạng á, chứ đó giờ mình cũng chưa thấy ngoài đời. Ai có biết về con chim này thì Lộc xin một comment ở phía dưới để cho anh biết coi loài chim gì các bạn. Mắc dịch thì nó trên cây xài nè, từ sáng giờ mình đi theo nó thấy lạ quá, mình đi theo nó coi như thế nào. Là kiếm tổ nó kiếm không ra. Đang cái bông gì nữa. Đi còn sâu. Sâu gì lông dữ trời. Ăn rồi nhanh cái gì. Ăn rồi mệt mỏi mày. Hồi sớm mà lúc mình mới bước ra bạn là mình gặp một con chim ưng. Nhưng mà mình theo không bao giờ kịp nó. Nó bay rất là xa, mình chạy theo hoài mà không kịp. Nên đành đi theo con chim vàng này, không biết chim vàng này là con chim gì. Má vàng khè à. Còn mình để mình quay cho bạn xem. Nằm dưới đất về đây quay cho bạn xem nè. Con chim nó ở trên ngọn cây vậy đó. Đây nè.
để quay được con chim như thế này á, quay được một cảnh quay đó thì rất là khó các bạn. Nhiều khi về ở leo trèo sáng giờ mình đi thì mình chỉ nói chung mình đi theo con chim này để mình quay dần, mình thấy nó rất lạ nên muốn cho mọi người xem coi chim này chim gì. Rồi đó là con tiều của mình nè. Được cái video mà mình đi bắt cá trong anh á, mình có bắt được một loài cá, mà một loài cá này có thể là nhiều người, rất là nhiều người biết, và loài cá này rất là dị, ở dị ở chỗ là cầm răng và cái cách mà nó ăn mồi cũng như là cơ thể của nó. Hôm nay Lộc sẽ chia sẻ mọi người, thì con cá này có lẽ là rất rất là nhiều người biết, nhưng mà mình muốn quay và trải nghiệm cho mọi người xem về một số vấn đề về quanh cá này nhé. Nào bắt đầu nào, thì trước tiên mình sẽ bẻ một cái nhánh cây này đem theo. Chắc nhiều người biết loài cá này nè, để mình ra ngoài mình quay là mọi người biết à, mọi người biết cá này đúng không, mọi người biết cá này đúng không, rất là nhiều người biết, mình tin chắc là vậy. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho bạn xem về con cá này mình sẽ làm gì, vì sao mình nói là đặc biệt. Con cá này đem về làm kỷ niệm đó. Cái này là có tên gọi là cá nóc nước ngọt nha các bạn. Chắc thì không ít bạn biết về con cá này. Đây nè. Bề ngoài nè, bề ngoài nó da nó thịt nó rất là mềm. Thì nhiều bạn, mình tin chắc ở đây là 10 người là hết 9 người biết về cá nóc nước ngọt rồi. Thì mình nói ở đây nói sơ về cho mấy bạn nhỏ hoặc là những bạn nào mà chưa có biết về cá nóc này. Thì con cá này thì nó có đặc biệt với sao đuôi nó, con cá nào cũng như cái nào phía sau đuôi lúc nào cũng có hai cái chấm bi tròn, cá nóc nước ngọt nha. Hai cái chấm bi tròn, trên lưng thì nó màu xanh pha lẫn màu vàng, màu xanh tôi gọi là xanh rêu á. Nó có cái bụng nó giống như là người ta mập quá mà khi mà giảm cân lại các bạn, khi mà giảm cân lại thì nó cái bụng nó xệ thì thành ra nó nè các bạn thấy không. Mình sẽ làm một số thí nghiệm xong rồi mình sẽ thả nó. Thì con cá này nó lội rất là chậm so với các loại cá khác, nó lại lội rất là chậm vì do cái bộ mình nó hơi không có đồng đều, cái đuôi nó rất là nhỏ. Thay vì con cá cái đuôi nó to để quách để lội nhanh đúng không, còn nó cái mình rất là to mà nó rất là cục đòn hai cái vây cho nó nè. Mà khi mà chúng ta tác động vào cơ thể nó, khi nó trên cạn thì con cá này nó sẽ phình trướng lên, mà không phải ở trên cạn không, dưới nước cũng vậy. Khi mà nó có con cá khác tấn công nó hoặc là con nào mà muốn ăn thịt nó sẽ dùng miệng nó hút nước vô phình lên để cho cá khác không tấn công, nó tròn giống như một trái banh. Mình hồi mình sẽ làm cho nó tròn lên giống như trái banh cho bạn xem nha. Nhưng mà nó hơi làm đau cá chút xíu, còn cá nó mới chịu phì lên. Còn bây giờ mình sẽ cho bạn thấy cái hàm răng nó bén đến mức nào nha. Cho bạn hình dung được cá này răng nó bén nào, mình sẽ bắt cá cho nó cắn mấy cái cây cho các bạn xem nha. Đây nè, bạn nhìn nha, hàm răng nó đúng không, cắn cho nó không cắn ta. Cá này nó yếu rồi nè, gãy nó không, đứt lìa được nghe không, cắn nó ghê không, cực kỳ bén nha bạn. Nhiều khi mấy bạn tắm dưới sông á, nó vô nó cục, nó ở dưới cá nước ngọt là nó là răng bén nhất, nó giống như con rùa vậy đó, nhấp một cái là đứt, nhấp một cái là đứt. Cắn nó ghê không nè, mình sẽ quay lại cái đầu bự nhả ra, nhả ra, còn hồi mình sẽ thả nó, rồi nó cũng tự nhả. Cái này là cái đầu bự nghe, đầu chổi, cái chổi á các bạn biết là nó cũng cứng lắm đúng không nè, mình bẻ nè, đâu gãy đâu, nhưng mà nó cắn là ngọt sớt.
không gì cả. Đó, nhấp một cái là cục, nhấp một cái cục nè. Giờ nó con cá này đuối, giờ mình sẽ làm cho nó bự lên cái nữa mình thả nó. Muốn bự ra mình cầm trên tay gì mình dọc nó là nó phình lên từ. Con cá này nó đuối. Thôi để mình để vô thao như thế nào. Thử mày. Đứa này họ tao thả mày. Nó bự. Lóc no, lóc no, lóc no. Thường thường tao kêu lóc no, lóc no là phì lên nè, bạn thấy không? Phì từ ấy da. Thì mình nghe mẹ mình nói thôi chứ mình không có rành. Là kêu nó kêu lóc no, lóc no, lóc no là nó bự lên. Nhưng mà do là chắc lẽ là do quan niệm thôi. Lóc no, lóc no, lóc no. No 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 no. Cái bụng bự từ các bạn thấy không? Không no no. Bự lên. Vì vậy chứ lo do nó cũng không chịu phình các bạn ơi. Mà nhiều bạn chắc là biết về con cá này. Nhưng mà mình sợ nó chết thôi. Bây giờ mình phải thả để cho nó chết. Mình phải đem nó thả thôi. Cá này thì không ăn cho nên là mình sẽ thả xuống hồ này cho nó sống dưới hồ này. Đi đâu đi đi. Thì loài cá đó nó lúc mà mình đi tắm á, nhiều bạn sẽ bị khi mà đang tắm tự nhiên có cái nhíu một cái gắt là đau và dở lên mắt cục thịt. Và đa số là do con cá nóc no nó cắn đó bạn. Thì clip của Lộc thì rất là ngắn gọn, chỉ muốn nói về con cá này nó rất đặc biệt, đối với nếu mà cá đó ngọt nó rất đặc biệt. Bây giờ mình sẽ xin kết thúc clip ở đây. Chào mọi người, hẹn mọi người vào tiếp theo nha. Bye.